Bạn có thấy cô ấy xinh không? Nhưng khó chinh phục à nha. Nếu bạn đủ tự tin hãy thử xem. Chắc chắn dự án của chúng ta sẽ thành công. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh. Mời anh và mọi người sang một bên uống nước. Em ơi, em tên gì vậy? Em tên Vi. Em có sợi dây chuyền độc ghê đó nha. Em có việc phải đi rồi, chào anh. Cà phê ngon quá. Mình vừa thưởng thức cà phê, vừa nghe nhạc em nha. Cuối cùng thôi, rồi mai đây đôi ta sẽ đi hai đường. Đừng nên hấn tranh nhau. Hai Vy, bạn báo cáo hôm qua anh gửi em làm tới đâu rồi? Anh đã chơi nha, em có việc phải đi rồi. Chào anh, mình đi thôi anh. Lời chua cay cho anh em nói hết rồi. Sao biết việc thích nhạc rock? Anh nhìn sợi dây chuyền hầm hố của Vi là biết Vi thích rock liền à? Nãy giờ Vi tưởng anh là người tinh tế, thì ra anh cũng thuộc dân phổ thông thôi. Vi nói vui thôi. Bây giờ Vi phải đi. Chào anh. Anh muốn mời em đi ăn tối với anh nhé. Anh biết một chỗ khá là hay. Chỗ nào vậy anh? Tụi mình sẽ ăn tối và nghe nhạc rock được không em? Wow, ăn tối nghe nhạc rock cũng ấn tượng đó. Nhưng em có hẹn rồi, cảm ơn anh nha. Trời đẹp quá, chỉ tiếc là hơi lạnh. Em lạnh sao? Vậy tụi mình quay lại nhà hàng nói chuyện tiếp nha. Để khi khác nha, mình về luôn đi anh. Tạm biệt anh, cảm ơn anh vì buổi tối.